Đây là cái chuồng trại nuôi rắn mối. Chuồng này đã chuẩn bị cách đây 1 tháng. Hiện nay chúng ta thấy đây là cái đống rơm, lá chuối, lá dừa. Chúng ta chuẩn bị. Còn khu vực bên này là nuôi, và phía trước ta trồng cỏ. Cỏ này lên rất là tốt. Đây là những cái chạ cây để chúng ta đưa các lá chuối bên kia vào đây, khu vực này. Trước ta còn trồng cỏ cây.